Năm học mới đã bắt đầu được hơn một tháng, thế nhưng tại tỉnh miền núi Lào Cai vẫn còn thiếu hơn 600 giáo viên so với quy định. Và dù địa phương tích cực tuyển dụng, nhưng do thiếu nguồn nên việc này gặp rất nhiều khó khăn. Để khắc phục thì nhiều giải pháp linh hoạt bảo đảm cho công tác giảng dạy đã được triển khai. Là cô giáo duy nhất đảm nhiệm dạy môn tiếng Anh cho cả hai trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Do đó, để có thời gian bảo đảm đủ tiết học cho các em, cô giáo Trần Thị Loan cùng với nhà trường đã tổ chức ghép lớp để giảng dạy. Tôi ở đây là ghép lớp, học sinh là rất là đông, nên là cái đấy thì chúng tôi cũng là thôi khó khăn nào chúng tôi cũng phải cố gắng. Tuy nhiên thì là bên cấp 2 thì chúng tôi là, ngày xưa tôi cũng dạy cấp 2 đấy, nhưng mà bây giờ cũng lâu không dạy rồi thì nó cũng gặp không ít khó khăn về là chương trình mới. Hiện nay chương trình mới của cấp 2 thì nó cũng cách giảng dạy nó cũng khác với cấp 1. Nên thôi chúng tôi cố gắng. Và thời điểm hiện tại chúng tôi đang thiếu 01 giáo viên so với quyết định giao. Đối với giáo viên tiếng Anh cũng là một trong số cái tình trạng thiếu giáo viên. Thì chúng tôi đã phải có cái phương án đó là ghép lớp vào để giáo viên tiếng Anh dạy thì mới đảm bảo số tiết để cho các cô giáo đi tăng cường được. Còn tại trường trung học cơ sở xã Bản Qua, huyện Bát Sát, do thiếu giáo viên môn hóa và môn tin học, nhà trường được tăng cường giáo viên từ các trường lân cận. Việc tăng cường giáo viên đã góp phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiết học cho các em. Cái giáo viên mà về đây giảng dạy thì đều sinh hoạt chuyên môn cùng với lại nhà trường và đều có kiểm soát của tổ chuyên môn và của ban giám hiệu trường, có kiểm tra đánh giá thường xuyên. Về chất lượng đại trà thì chúng tôi đảm bảo 100% tất cả các giáo viên lên lớp mà giảng dạy và đảm bảo chất lượng, và cái chất lượng đó được đánh giá qua các kỳ khảo sát. Năm học 2023-2024, tỉnh Lào Cai thiếu hơn 600 giáo viên các cấp, dù đã tổ chức tuyển dụng nhưng vẫn chưa đủ. Để bảo đảm chất lượng, ngành giáo dục tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp như tăng số lượng học sinh trên một lớp và giảm số lượng lớp học, phát động phong trào hỗ trợ giữa trường với trường bằng cách tăng cường giáo viên về các trường thiếu. Trước cái thực trạng thiếu giáo viên như vậy, thì huyện Bát Sát cũng tập trung chỉ đạo phòng giáo dục và các cái cơ quan chuyên môn tập trung cái việc mà tổ chức các cái phong trào hỗ trợ giữa các điểm trường với các cái điểm trường, tiếp tục thực hiện tốt các cái hợp đồng đối với giáo viên theo cái chỉ đạo chung của tỉnh. Các giải pháp của ngành giáo dục cũng như các địa phương thời gian qua đã tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên, bảo đảm duy trì việc dạy và học của các nhà trường. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, ngành giáo dục cần có kế hoạch, cơ chế thu hút giáo viên về các địa phương, nhất là các địa bàn vùng cao để công tác.